Kính chào quý vị đang đến với chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Long, ngụ ấp Sô Rau, xã Sô Rau, gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày như sau. Số tờ, số thửa đất của gia đình ông bị ngành chức năng cấp nhầm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai hộ dân bên cạnh, khiến cho phần đất mà gia đình ông sử dụng ổn định nhiều năm nay vẫn chưa được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phóng viên chương trình đã đi thực tế có ghi nhận sau đây. Ông Nguyễn Văn Long trình bày, năm 1990, gia đình ông có mua lại hai thửa đất số 64 và 263 với diện tích khoảng 500 m² tại thôn 2 xã Thứ Đao, huyện Châu Đức. Sau khi mua đất, gia đình ông cất nhà và ở ổn định từ đó đến nay. Căn nhà của ông Long cũng đã qua 4 lần sửa chữa, xây mới. Sau vài năm mua đất và cất nhà, ông nhiều lần lên cơ quan chức năng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chưa được cơ quan chức năng xem xét. Đến năm 2005, ông Long được ông Nguyễn Văn Hưng có đất và nhà bên trái nhà ông Long thông báo thửa đất số 64 của ông Long đã được chính quyền địa phương cấp nhầm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hưng. Ông Hưng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông cho ông Long và cùng ông Long đến phòng tài nguyên môi trường huyện Châu Đức đề nghị điều chỉnh lại số thửa đất cho chính xác. Phòng tài nguyên môi trường huyện yêu cầu ông Long về Ủy ban nhân dân xã Suối Rào đề nghị xác minh một số thủ tục liên quan, rồi mới tiến hành điều chỉnh số thửa. Tuy nhiên, theo ông Long, do thời gian xác minh rất lâu, mất mấy năm, nên ông Hưng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại. Đến nay, sự nhầm lẫn này vẫn chưa được giải quyết. Tương tự như vậy, thửa đất số 263 của ông Long cũng bị cấp nhầm vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Hận, là hàng xóm có đất và nhà bên phải nhà ông Long. Bà Hận cho biết sẵn sàng hỗ trợ ông Long trong việc điều chỉnh lại số thửa đất. Tuy nhiên, dù được sự đồng thuận của hai người hàng xóm, nhưng theo ông Long, ông nhiều lần đến cơ quan chức năng từ xã đến huyện vẫn chưa được giải quyết. Đất đai thì không ai lấn chiếm ai hết, của ai thì người ta cũng giữ cũng ổn định bình thường. Nhưng mà cái do là cái chính quyền địa phương bây giờ không có dứt phát làm giấy tờ cho người nào ra người nấy. Chứ bây giờ người làm được người này thì không, người kia không có. Làm được kia người không có thì phiền phức quá. Đề nghị cấp an ngành để giúp đỡ cho bà con các bác ở đây. Đó, cho có giấy tờ ổn định. Tôi không có lấn đất của anh Năm mà anh Năm cũng không lấn đất của tôi. Bây giờ sổ tôi thì đúng cái sổ của tôi rồi đó. Mà như bên anh Năm thì chưa có sổ. Mà giờ cái mã số của anh Năm thì bên cái sổ của tôi thì giờ cũng nhờ chính quyền để mà chỉnh cái mã số thôi. Trao đổi về vụ việc, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Rau cho biết, trước đây do việc cấp giấy chứng nhận có sự sai sót về số tờ, số thửa tại khu vực nhà ông Long và các hộ lân cận, khiến số tờ, số thửa của người này nằm trên giấy chứng nhận của người khác. Ông Dũng cũng cho biết, Ủy ban nhân dân xã đã làm việc với các hộ dân nhưng chưa thống nhất được cách giải quyết. Thì vụ việc này Ủy ban xã đã tiếp nhận và đã giải quyết. Nguyên nhân là đất là trước đây là cấp nhầm theo cái kiểu là tình tuyến, là hồ đất của hồ này nhưng mà cấp qua hồ kia, rồi dính rất là nhiều hộ. Thì vừa rồi thì Ủy ban nhân xã Suối Rau đã mời các hộ có liên quan vào tháng 7 năm 2020 lên lập biên bản với cái công ty đo đạc mới. Công ty đo đạc mới này là tỉnh điều về để đo lại toàn bộ đất đai của xã Suối Rau cấp mới hoặc là cấp đổi. Qua đó thì cái các hộ mà đã thống nhất là đo đạc theo hiện trạng mới, không xảy ra tranh chấp khiếu nại. Theo hiện trạng đất của hộ nào mà có giấy thì chỉnh lý thì cấp lại sổ mới, cấp lại sổ. Còn mà trường hợp như ông Long mà trước đây chưa cấp sẽ chỉnh lý lại theo cái hiện trạng thực tế, sẽ cấp lại sổ mới cho ông. Thực tế cho thấy hiện trạng đất giữa bà Hận, ông Long và ông Hưng không có sự chồng lấn, không tranh chấp. Các hộ dân vẫn sử dụng đúng phần diện tích thuộc sở hữu của mình. Và việc sử dụng này ổn định nhiều năm nay. Các hộ dân cũng rất thiện chí trong việc hỗ trợ nhau điều chỉnh sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mong rằng chính quyền địa phương cần sớm khắc phục việc sai sót do cấp nhầm số tờ, số thửa của ông Long để đảm bảo quyền lợi cho người dân.